Mới đây, cư dân mạng bất ngờ với sự xuất hiện của Hồ Ngọc Hà và Thanh Hằng trong vai trò giám khảo tại chương trình The New Mentor 2023, Người Mẫu Toàn Năng 2023, bên cạnh Hoa hậu chuyển giới Hương Giang và Hoa khôi Lan Khuê. Hơn nữa, như khẳng định của Hồ Ngọc Hà, suốt 7 năm qua, cô gần như không xuất hiện với vai trò giám khảo. Cư dân mạng thắc mắc, làm thế nào để ban tổ chức Người Mẫu Toàn Năng 2023 có thể mời được hai nhân vật đình đám này vào một chương trình và thù lao cao ngất ngưỡng chính là lời giải đáp. Theo đó, lời đồn lan truyền trên mạng xã hội trong những ngày qua là mức thù lao cho vị trí ghế nóng của Thanh Hằng cùng Hồ Ngọc Hà tại Người Mẫu Toàn Năng là 4 tỷ đồng một người. Thù lao là vấn đề nhạy cảm nên gần như không người nổi tiếng nào đề cập đến hay lên tiếng về lời đồn. Tuy nhiên, ca sĩ Hồ Ngọc Hà cũng giải thích rõ việc cô trở lại chương trình truyền hình thực tế sau 8 năm. Theo đó, Hồ Ngọc Hà cho biết, mọi người nhìn vào nói tôi có tất cả, tôi rất hạnh phúc với những gì mình đang có. Nhưng điều hạnh phúc hơn nữa đó là khi bạn có mà bạn cho đi. Và đó cũng chính là suy nghĩ của tôi khi nhận lời chương trình này. Tôi sẽ trao cho các bạn thí sinh những kinh nghiệm, những hiểu biết nhất định của mình và chia sẻ hết tất cả những gì thật nhất, chân thành nhất để các bạn tìm đúng vị trí của các bạn và tỏa sáng hơn. Bên cạnh đó, tôi và mọi người đều mong muốn mang đến một chương trình truyền hình thực tế mà ở đó có đầy đủ mọi thứ, âm dương, vui buồn, khóc, la hét. Nhưng tất cả đều phải thật cho đến giây phút cuối cùng. Về nhân vật chiến thắng, tôi lẫn các Super Mentor khác sẽ đấu tranh đến cùng và sẽ phải là một người xứng đáng. Sau 8 năm tôi mới quay lại truyền hình thực tế, hy vọng không làm khán giả thất vọng khi dành từng giây theo dõi chương trình và không uổng công chúng tôi ngồi trên chiếc ghế này. Hồ Ngọc Hà bày tỏ quan điểm đến với chương trình nhằm mục đích chắp cánh cho các bạn trẻ. Cô cho biết sẽ loại trừ ngay những nhân vật nào nghĩ rằng một cánh chim sẽ làm nên mùa xuân. Chẳng có một cánh chim nào làm nên mùa xuân cả, ngay cả bản thân cô cũng luôn cần cho mình những gương mặt tài năng ở bên cạnh để đóng góp và sáng tạo tên tuổi của mình luôn ghi dấu ấn trước công chúng. Hồ Ngọc Hà cho biết cô sẽ loại ngay những gương mặt chưa thành sao đã lấp lánh, nghĩ rằng mình là trung tâm của vũ trụ và tưởng rằng như thế là đủ rồi. Khi các bạn bước chân vào lĩnh vực nào, nếu không có nền tảng và không học hỏi mỗi ngày, sẽ không bao giờ đi được con đường dài. Về áp lực khi tham gia chương trình này, Hồ Ngọc Hà nói không bao giờ mong muốn chương trình nào mà đầu vai đuôi chuột, còn nếu thấy áp lực về chuyện ngồi ghế nóng thì đã không nhận lời. Cô nói, điều quan trọng nhất chính là làm sao để từ tập 1, từ giây phút đầu tiên cho đến cuối cùng, luôn luôn làm cho khán giả mong mỏi đón xem. Đấy chính là áp lực không chỉ của riêng cô mà còn của những người làm chương trình. Vậy thì bước vào áp lực đó như thế nào? Mỗi người có từng giai đoạn khác nhau, từ bé khi đến về già thì vai trò của mình cũng thế. Mỗi năm mình tích cóp được những kinh nghiệm như thế nào, những câu chuyện xảy ra trong cuộc sống mình ra sao thì mình sẽ có rất nhiều bài học. Những bài học đó ở những giai đoạn khác nhau thì tính cách của mình sẽ bị ảnh hưởng. Hồ Ngọc Hà cho biết thêm, ở The New Mentor chắc chắn không tránh khỏi những tranh cãi, nhưng cô có quy tắc của mình. Cô cho rằng, nếu là những tranh cãi cá nhân, cô sẽ không bao giờ nói. Nhưng nếu tranh cãi về tình hình chung, tìm một tiếng nói chung, thì chắc chắn cô sẽ là người lên tiếng và lên tiếng rất gay gắt để tìm được câu trả lời xứng đáng. Chắc chắn sẽ không bao giờ có một Hồ Ngọc Hà nhàm chán, bởi một khi con người ta sống thật với nhiều cảm xúc, sẽ rất khó để lặp lại. Một khi câu chuyện đó lặp lại, thì cảm xúc đó không bao giờ lặp lại được. Vì thế, cô cho rằng những fan của Hồ Ngọc Hà nói riêng và những khán giả của The New Mentor nói chung sẵn sàng từng giây phút để thấy một Hồ Ngọc Hà chưa từng thấy ở đâu đó.